Hello, chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay đã quay trở về với video tiếp theo của mình. Anh em ạ, thì hôm nay tiếp tục thì tôi sẽ gọi là phá đảo ở bên những cái con game bài đổi thưởng. Thì mấy hôm trước thì chúng ta đã gọi là chơi ở bên cái con Sunwin và cô 88. Và thậm chí mà cái tuần trước là chúng ta đi theo con B52 và cái con ZigVip và Go 789 phải không? Và hôm nay chúng ta tiếp tục sẽ quay lại trở lại với con 68 game bài. Và ngày mai chúng ta sẽ áp đặt theo những cái con game như kiểu thậm chí chúng ta có thể đi theo Go 789 cũng được. Được chưa? Và hôm nay tôi sẽ ở đây về cái góc độ gọi là vốn 173 triệu. Nhưng mà ở theo cái góc độ này thì theo cái góc độ này anh em qua bên tài xỉu 15 mà chơi. Theo cái tài xỉu 15 mà chơi. Thật ra thì ở bên cái tài xỉu xanh này ấy, nó có cái hũ nó cũng rất là ngon. Nó cũng rất là ngon. Nhưng mà ở bên này này, anh em muốn thắng ấy thì tốt nhất là anh em đừng có nên chơi ở cái góc độ mà cái giờ chiều. Tại vì nhá, cái giờ chiều ấy tôi để ý là cái giờ toàn các cao thủ đua top thôi. Và đây là anh em gặp là anh em chỉ có chết thôi. Nhưng ở bên tài xỉu mới đến năm này, những cái top nó rất là bé. Thế anh em có thể là nằm ở trong này cũng được. Và con này đây giờ nhá, tôi sẽ xem cho anh em về cái con xí ngầu 2 và xí ngầu 3. Vẫn là một con lẻ này, lẻ tài này. Chả cần nói nhiều, lẻ tài này. Ban đầu cứ thế mà vào gọi là quất nhẹ ban đầu đã. Ban đầu chúng ta chỉ đi ở trong cái phạm vi mà về cái góc độ gọi là 15% số vốn. Đó. Vốn hôm nay của tôi cũng cực kỳ to, nhưng mà tôi cũng chưa biết được rằng là ở những cái, nói chung mấy hôm trước thì nó cũng rất là thuận lợi, đúng không? Nhưng mà đến hôm nay thì tôi cũng chưa biết được rằng nó sẽ chạy như thế nào. Và 251 này, đây, đi theo luôn cái chiều hướng đảo nhá, không đi theo chiều hướng thuận nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ đi theo chiều hướng đảo. Mẹ nó chưa gì ban đầu đã gõ luôn mà chết luôn được cái tay đầu được. Đây, cái điểm báo này có vẻ là nó không lành rồi đấy. Thôi. Và 8. Và bây giờ cứ thế mà gõ theo cái chiều hướng thuận chứ còn gì nữa. Và đi theo 7. 85m đi. Đấy. Và sau khi mà tí nữa ăn xong nhá, chúng ta cứ áp đặt theo cả những cái video clip lần trước mà chơi thôi. Giảm cái góc độ gọi là đi tiền xuống. Thế là được, đúng không? Thì cái con này thì tôi cũng đánh giá cao là nó sẽ đi theo cái chiều hướng đảo mà giống như kiểu mọi lần là chúng ta có thể áp đặt, đúng không? Đảo. Đấy, cứ thế mà gõ thôi. Về cái cách gọi là bắt xí ngầu này. Đấy, con trước thì là một cái con gọi là về cái... Đây con, bây giờ con 5 có 1 bằng 6. Nó phải là lẻ xỉu. Bây giờ con chẵn này sẽ đi theo cái góc độ của đảo này. 5-4 này. Úi dồi. Đây này. Đây nhá. Thì các ông biết là phải xử lý như nào chưa? 6 cộng 4 bằng 10 là một con chẵn, đúng không ạ? Con trước thì nó là một cái con chẵn vừa tài xong. Thì bây giờ cái con chẵn này chúng ta sẽ lại phải đi xỉu. Có đúng chưa? Đúng nhỉ? Thế bây giờ nhá, chúng ta lại theo ở cái bên góc độ này 30 triệu thôi. Và chúng ta chỉ đi ở trong cái phạm vi mà một nửa cái số tiền vừa lại chúng ta vừa thắng, đúng không? Chỉ quan trọng là như thế thôi. Anh em đợi tôi làm cái ngụm nước cái đánh để cho nó phê cái nào. Tịp mệnh cái tuần trước ấy anh em. Thua ở cái con gọi là tài xỉu bên cái tài xỉu 10D5 ở bên cái con B52 mẹ nó vẫn cay. Ở trong những cái con 68 cái bài này này, tôi không phải tôi sợ phí nó cao. Đánh thì nó rất là ổn đấy, nhưng là phí nó hơi cao một tí. Nhưng mà nếu mà cái được cái chai thì nó mất cái lọ rồi anh em ạ. Nó không có cái gì mà gọi là gọi là bất thường với tôi lắm. 5-1 này. Đây này, ăn tiếp này. Và bây giờ sau khi ăn 30 triệu nhá, phải giảm xuống nhá. Lại thêm một con 3 cộng 1 nữa. Lại thêm một con chẵn nữa rồi. Chẵn vừa một phát chẵn tài chẵn xỉu trong chẵn này lại phải qua tài thôi. Và 3 cộng 1 và bây giờ chúng ta đi 14 triệu 963.000. Thế thôi. Đấy, 963.000. Này cũng đang căng đét rồi đấy. Đang căng đét rồi đấy. Dù nhá, tôi bảo này, anh em ấy cũng có một cái kinh nghiệm mà để anh em bắt cầu tài xỉu, nhưng mà chỉ qua anh em không thắng được cái lòng tham của bản thân thôi. Thật ra đối với cả nếu mà anh em học theo cái công thức của tôi trên YouTube ấy, anh em phải hiểu một điều rằng không phải là lúc nào nó cũng cố định một cái công thức đó ở đó được, đúng không? Nó không thể cố định vào lúc nó phải chặn tay hay lẻ xỉu hay như nào đó. Nó không bao giờ cố định, nó phải thay đổi. Chứ đừng bao giờ mà thấy tôi đánh em bắt đầu vào anh em không kiểm tra cứ thấy lao đầu vào nhá.
có thể là ăn được, nhưng mà theo cái góc độ gọi là may mắn của anh em đấy. Và 53 này, ui rồi ôi, 532 đấy, là chúng ta vừa gõ được tổng quả là hai tay và gãy một tay ở cái phía dưới này đúng không, gãy một cái tay ở cái phía dưới này là chứng tỏ là anh em đang công thức chạy theo cả ba phát gãy một à. Sau khi mà chúng ta đi theo cái chiều hướng mà về cái chiều hướng đảo xong là bây giờ 9+0=9 này, à chẵn xỉu xong bây giờ lẻ tài này, để xem đã, 5+2=7 đúng rồi, lẻ tài này, con lẻ này chúng ta phải đi tài này và chúng ta sẽ đi mạnh lên một tí, 65 triệu đấy, thế thôi. Và cái tay sau khi mà cái tay gãy thì ấy, chúng ta chỉ có 70% ăn theo ở công thức thôi, mà gãy hai tay xong thì chúng ta mới có 100%, tại vì chúng ta biết được rằng nó sẽ đi theo kiểu công thức gọi là một đảo một thuận, hay là nó sẽ đi hai phát gãy một, hay là như nào đó đúng không. Còn để khi mà chúng ta nắm bắt được vào rồi thì chúng ta ít nhất cũng phải trải qua muôn ngàn cái lần gãy chúng ta mới tư duy ra được, có đúng không. À bây giờ 63 đài được chưa, ăn được những cái tay này nó phê thôi rồi, và lại thêm một con lẻ nữa ở tài này, và 3+2 và tiếp tục 3+2 này đúng không, 3+2=5 thì đương nhiên thì chúng ta sẽ có con lẻ nữa. Thì đây này, chúng ta vừa đi 65m đúng không, thì bây giờ chúng ta chỉ đi tầm khoảng 30m thôi, đi tầm khoảng 30m thôi. Đi đúng một nửa thôi, không được đi to hơn. 6 triệu nữa nhá, 6 triệu nữa này, 6 triệu nữa này, và chúng ta sẽ có 750.000, 750.000, thế thôi, chỉ quan trọng là như thế này. Mẹ đặt này, ở trong những cái video clip của tôi ấy, mà gặp những cái lần thua mà đăng lên ấy, rất có nhiều thằng nó chửi tôi rất là nhiều, nhưng mà ấy, đương nhiên cỡ bạc nó phải có lúc ăn, lúc thắng lúc thua, lúc nào các ông cũng đòi ăn, không có đâu các ông ạ, không có đâu. Quan trọng là chúng ta chơi gọi là mất một cái số lượng bao nhiêu là chúng ta sẽ nghỉ thôi, có đúng không. Còn bây giờ chúng ta sẽ đặt tiếp này, 65 này, quá chuẩn luôn, con này chắc chắn chúng ta phải qua xỉu rồi anh em ạ. Bây giờ chúng ta 5+3=8 thì chúng ta có một con chẵn, thì lúc đấy là lẻ thì chúng ta mới phải ở tài thôi, thì chẵn chúng ta đi xỉu được chưa, nhưng mà cũng chưa thể biết được nhé. Và chúng ta đi 15 triệu này, lại giảm xuống như ban đầu, có đúng không, lại giảm xuống đi như ban đầu, và 662.000 đấy. Anh em mới biết một cái thời gian mà cụ thể gọi là anh em chơi trong cái khoảng gọi là bao nhiêu, tránh cái trường hợp mà nhà cái nó thao túng tâm lý và soi chưa. Và một ngày ban đầu anh em chia ra thành khoảng là 3 khoang, một khoang anh em có thể đánh trong tầm khoảng 8 phút, và anh em nghỉ trong tầm khoảng 1-2 tiếng, chúng ta lại nạp vào trong, chúng ta lại chơi ở trong một cái khoang đó nữa, lại trong vòng 8 phút nghỉ, chỉ thế thôi. Còn bây giờ anh em mà đòi ngồi lâu với nhà cái á, dù anh em có tiền tỷ, tôi nói thẳng với anh em luôn, và cái nhà cái đéo nào thì nó chả bịp, có đúng không, nhà cái đéo là nó chả bịp, nó thế cho nhanh. Và 14 đây, được chưa, được chưa. Và bây giờ hôm nay vốn của chúng ta nó rơi vào tầm khoảng là hơn 100m nhỉ, có 100m mà anh em lên được cái góc độ mà 300m như này, anh em còn đòi cái gì nữa, có đúng không. Chỉ quan trọng thế thôi, và hôm nay tôi sẽ gọi là chỉ dừng chân ở đây thôi, và mai chúng ta sẽ đi cái con game bài đổi thưởng khác anh em nhé. Và hôm nay video clip tôi sẽ hướng dẫn cho anh em đến đây thôi. Chào anh em, hẹn gặp anh em ở video lần sau của tôi anh em nhé.